Gom mặt súng Badlander tặng 100 tỷ tiền mặt, tải và nhận ngay. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Đề Cao đã đăng bức ảnh em bé và hỏi dân mạng con nhà họ Cao thì nên đặt tên gì. Đông đảo cư dân mạng đã vào chúc mừng chàng fashion nista nổi tiếng lên chức bố đúng vào những ngày đầu xuân 2022. Cụ thể trong bài đăng của mình, Đề Cao đã vui mừng đăng hai bức ảnh em bé kèm theo caption, còn họ Cao đặt tên là gì cho bình thường. Với tính tình nhây không ai lại của mình, Đề Cao khoe con cũng phải chịu khó làm vài chiếc tên nghe vô cùng giải trí như Cao Tốc, Cao Đẳng Nghệ Thuật, Cao Quá Nhỉ. Trước đó trên mạng xã hội, netizen ai nấy cũng đã đồn thổi chuyện cô chủ shop thời trang Lâm Minh, bạn gái của Đề Cao nhiều lần lộ hin bầu bí. Ví dụ như trong một lần đăng story lên Instagram của mình, Lâm Minh vô tình để lộ vòng hai lùm lùm. Bên cạnh đó cũng giống như các bà bầu khác, Lâm Minh cũng dưng chân và tăng cân lên hẳn 10kg. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.